Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn, các hồ, các coi. Mới hoàn thành được 3 tuần. Cái hồ này đường kính được bao nhiêu ta? 3 mét rưỡi. Hồ này đường kính được 3 mét rưỡi, hồ hình tròn các bạn. Hồ này được sửa lại, tại vì có hồ sẵn rồi, mình chỉ đặt hệ thống lọc thôi. Đây các bạn có thể thấy là cá này. Hồ này chắc nó phải tầm 15, 17 kg không? 17 kg mới 20 con nữa hả? 20 con nó phải 30 kg nữa. Nha. 30 kg là hồ này 40 mấy kg à? Alo. Hồ này gần 50 kg. Đó các bạn có thể thấy này. Sau 3 tuần mình ngâm hồ 1 tuần và chạy lọc thì thả cá được 2 tuần. Hôm nay cá rất là dạng. Các bạn thấy nước trong, có thể thấy đáy cá bơi sát đáy các bạn. Rất là trong. Hồ này được lắp đặt hai dòng thác và được thiết kế với máy là 10.000. Máy công suất 10.000. Hồ này thiết kế bằng đá san hô và vòng quanh các bạn. Ở đây có một cái máy đẩy dòng, cái này mình không thiết kế đẩy dòng ở từ hầm lọc mà đẩy dòng trực tiếp trong hồ luôn. Đó, mình chơi cái hồ nằm ở giữa sân nên phải làm toàn bộ nó vòng quanh là nó đều là mặt tiền các bạn, vì thác nước cho chảy vào nhà. Đây cá này cứ thấy người nó theo. Với lượng cá này thì nó rất là nhanh nhạy các bạn, cá nuôi càng đông thì nó càng nhanh nhạy. Ở đây có con này size phải 40-50 nữa các bạn, con vàng này. Con này size 40-50, còn size mấy em này là 40. Mấy em là 40. Rất là to. Không, nó là cây đa bốc đỏ nè. Đa bốc đỏ đúng rồi, xi bốc đỏ. Không, cái xi khác nhé, xi lá nhỏ. Đây dòng thác lớn các bạn, chảy rất là mạnh. Này là mực nước cao nhất rồi phải không? Cái này còn lên được nữa. Thôi mà vậy thôi. Cần gì nếu mà cá nó dạng hơn nữa em phải lên trên 10 phân. Lên cao 10 phân. Ôi trời, nó bứt thác. À đúng rồi. Nên bứt thác thì nó không có tạo âm thanh nữa. Nhìn nước trong cá nhìn đá vậy. Cái hồ này thiết kế với 3 ngăn lọc các bạn, 3 ngăn lọc mà mình hay chia sẻ với hệ lọc đứng và một ngăn là ngăn khô để hút những đồ dơ về. Đây cá rất là dạng các bạn, cá thấy người nó đến này. Đấy. Không cần cho ăn nó vẫn thay tay, nó vẫn đến các bạn. Cái hồ này là một trong những hồ thuần cá nhanh dạng nhất các bạn, 3 ngày ra ăn rồi nè.
hồ Hồng Phước đó, nó thả hồ nhỏ xíu, anh thả khoảng gần 50 con. 50 con thì hơn chứ. Con hơn rồi, mấy con, 50 mấy con. Nhưng mà hồ cá của anh nó lớn. Cá Ngọc Phước là nó nhỏ nhỏ như vậy nè, nó nhỏ nhỏ như tầm em 17 kg á. Này thành thành bốn mấy gần 50 kg nha, 47 kg thôi. Tầm 30 kg nữa. 20 mấy con. 20 mấy con thì hơn 30 kg, thì nó tầm khoảng 40 mấy 50 kg. Nói chung là cái hồ này mà nuôi với lượng cá này thì nó cũng ok rồi, nó không đến nỗi mà dày quá. Tại vì cái hồ này nó lớn, diện tích nó lớn thì nuôi lượng cá này là ok. Mỗi cái này thì nó nhiều cá vậy thì cái lọc nó sẽ nhanh, rất là nhanh dơ các bạn, tại vì nó thải cái lượng phân một ngày rất là nhiều, thì cái lọc nó sẽ lắng ở đấy rất là nhiều phân cá. Em lấy cái phân cá này em tưới cho cái mới đi cây bình thai của em này. Đây có cây tường vi nữa, tường vi này nó đau rất là nhiều bông mà. Đó, nó đập bông luôn. Học tưới cho cái lan dàn lan nó được nè. Phân cá lấy tưới cho mấy cái cây là rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đấy, cá bơi tung tăng quá. Đây, cái lọc để bên này các bạn. Đây, cái lọc đi âm dưới đất này. Này đi âm dưới đất, đi qua bên đây. Này lọc ba ngăn lọc phía tây các bạn. Tiếp theo cái địa hình, tại vì đây nó vướng hai cây mai này, vướng hai cây mai hai bên nên mình không có thể làm dài ra được, mà mình làm chữ T luôn. Làm theo hình chữ T thì một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, và cái ngăn này bên cuối cùng là cái ngăn lắng đó bạn, cái ngăn là ngăn khô các bạn. Đây ngăn khô này, ngăn khô để khi mà mỗi lần mình xả đáy vào ba ngăn này này thì nó sẽ về đây hết, nó về cái ngăn này thì mình chỉ đặt cái máy ở đây mình hút lên nữa các bạn, thì nó rất là nhàn. Và nếu không làm ngăn khô thì các bạn hút từng ngăn thì nó rất là cực. Đây là hình chữ T nha các bạn. Hôm qua mình làm cái ngăn chữ T mà nó là hình chữ U. Có rất là nhiều cái kiểu, nói chung là nó chỉ là 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn thôi, tất cả nó chỉ về từ hồ nó về ngăn xong rồi nó lên thác thôi các bạn. Thì mình thiết kế theo cái địa hình của đất thôi, không có vấn đề gì hết. Cá nó thấy người nó tập trung hết đằng trước các bạn, nó không có làng sau. Là các bạn thấy nước từ xa này, bắt đầu cái hồ nó lên vi sinh các bạn. Cái hồ này gạch men. Nhưng mà mình bảo để cho nó chuyển thành màu đen các bạn, tất cả chuyển thành màu đen thì con cá nó mới đẹp. Còn màu trắng thì con cá nó không có nổi bật các bạn. Thì mình để màu đen này. Nó lên rêu màu đen vi sinh thì con cá nhìn nước nó trong và con cá nhìn nó nổi bật lên. Và từ xa thì con cá nó bơi giống như bơi trên sân các bạn. Cái thằng đen này chứ thằng này thằng đấy nó trong cái bầy nó dặn hay còn cá dẫn đàn khu rành lắm tên của nó. F1 cái người nó dài thôi, người nó dài không tròn, Nhật người nó body nó đẹp lắm, Nhật body nó tròn vo. Đó, body đẹp không? Đó, nó body của nó vót, nó không có bị ốm xương như mấy ngày. Nó kia body cũng đẹp. Mấy em mình nuôi nên cứ khoảng size khoảng 70 á, mình mới phê. Nó gần gấp đôi này nè. Cá ông máu con to gấp đôi này. Cái cây kia mới bỏ lên là ngay thác nước, cái rễ nó đâm chẳng xóa luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình.